Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Czech, một mẫu xe đua Czech One Series 11, một cái thương hiệu xe của Mỹ, đồ bon chơi gơ mà các bác chơi xe lâu năm thì các bác có thể biết được là cái thương hiệu Czech này là rất là đẳng cấp rồi, mấy chục năm. Trang bị bộ chuyển động Shimano 105 cũng là một cái bộ chuyển động rất là cao cấp. Đấy, rồi bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Toàn bộ là đồ của Bontrager, là đồ sản xuất chính hãng cho Czech. Shimano 105. Còn thể là chiếc xe thì còn rất là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ với quá trình sử dụng cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Tay lắp 105, phanh 3 mảnh, bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, đến khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63, 64 đến 1m73, 74 đi. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chiếc xe thì rất là mượt mà, lên xuống lít trên máy. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 15,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.